Rồi em xin chào toàn thể quý anh em nghe anh em. Như lời đã nói với anh em á, đồ máy em quay lên rồi, nói chung đồ máy vừa quay lên bữa nay lại được anh em ủng hộ nhiều. Bán hình như cũng 80% đồ rồi. Ừ, còn hai bộ số, số được này đẹp mà không anh em nào chốt ha. Nhưng chắc chưa vô luôn chứ thường thường số em bán kinh lắm. Nói chung là nhờ anh em thương. Video này em lên với anh em cục máy. Cục máy này là cục máy quay A đời 2016. Thì từ lúc em biết bán quán, em biết bán cái phụ tùng của thằng quay A này tới bây giờ, thì đây là lần đầu tiên em bán được một cục máy quay A đời 2016 mà chỉ số đầu cao tới vậy nha anh em. Quay A đời 2016 này là đã là hết dòng quay A 100 luôn nha anh em, hết dòng quay A 100. Chuyển qua tới cái dòng quay A cuối đời 2016 là đã ở Việt Nam mình đã có cái dòng quay A đời 2016 110. Là cái đầu bò nó xài là cái đầu lòng mà nó không có xài bốn ốc đầu mà xài cái đầu nắp chao đó anh em. Đó, nó xài cái đầu nắp chao, nhưng mà thường về sau cái đầu nắp chao nó máy chạy không ngon mấy cái dòng này. Mấy cái dòng này máy mấy châu bò nè, còn cái đầu nắp chao nó chạy dở bẹt. Thì bán cũng nhiều rồi nhưng mà cục này mới giữ nè. Anh em coi nè. 22 tháng 10 năm 2016, cuối năm 2016 luôn nha anh em. Đó, mát đời luôn rồi. Cục máy này là đầu nồi bích bùng binh. Máy này á, nói chung á, là nó cọp hơn cục máy mà hôm rồi em bán cho anh em giá 8 triệu. Đó, hôm rồi em bán cho anh em cục máy giá 8 triệu đó là nó cọp, nó cục này là nó cọp hơn cục đó anh em. Nói chung là đẹp hơn hẳn luôn, nhưng mà có một cái anh em biết làm sao không? Nó không bằng cái cục máy đó ở chỗ này nè. Lóc lóc nồi với lóc lửa nó có nổ này nhẹ nhẹ này nè. Anh em do biết nguyên nhân tại sao? Do máy này là máy ở nước mặn anh em, máy này là máy ở vùng nước mặn, dùng xe ở ngoài miền Hải Phòng đó, ok. Cho nên là, nhưng mà cũng không quan trọng đâu, nhìn tổng thể cũng còn ok lắm, nổ cũng không có nổ nhiều đâu anh em nè, nổ không có nổ nhiều đâu anh em, đây nổ kiểu này không có nổ nhiều đâu anh em ơi, đó chứ không có nổ gì nhiều đâu. Trời ơi, gòi luôn rồi. Dở quá, sớm nhóm nồi cho anh em coi một cái được rồi. Gòi ra, ra. Để chút xíu nó nhóm nồi cho anh em coi. Cái lóc này nó bị bạc nè. Bình thường, cái nắp này là cái nắp nắp ba lỗ bên nồi nè. Trời ơi, sợ là sợ nắp quay 110 thái phu một đồ mua nó mắc thôi, chứ còn ba cái nắp mà cái nắp của thằng quay A này hãng bán thiếu cha gì hai mấy ngàn cái bao đẹp lung linh luôn. Đó. Cái này cái chi tiết này thì cái chi tiết mình không có đáng kể anh em. Đó. Quay A đời 2016, đầu nồi bút bích bùng binh, cuối đời 2016 luôn, chuẩn máy cọp luôn nha anh em. Cục máy này là tình trạng là nhông sên dĩa theo xe còn luôn nha. Đó. 22 tháng 10 năm 2016. Dây dắt các kiểu thì em đã vệ sinh sạch sẽ hết trơn rồi. Em bán máy cũng thởm gài rồi, anh em cũng thấy cái phong cách của em bán rồi. Mấy cái máy này là em bán nói với anh em là phải sập tới từng ngóc ngách luôn đó. Đầu nè HVN69 nha anh em, thởm gài. Nói chung là em bán tới HVN65 là hết ga, cục này là giữ thằng luôn nha, lên tới HVN69 luôn nha anh em. Cuối đời 2016 luôn nha, là hết dòng quay A luôn nha, hết dòng quay A 100 luôn nha anh em. Đây HVN69 nha anh em, đây hết đời quay 2016 luôn, hết đời quay A 216% mày luôn nha em. Đó, tình trạng máy này đầu nồi nguyên zin, đầu nồi nguyên zin, gon theo xe còn đủ, kể cả gon nắp lửa này cũng chưa từng mở ra luôn nè. Đó, mực miết các kiểu rồi còn hết nha em. Đầu lòng nhìn phê lắm, nhôm mà đẹp lắm, đẹp nghe anh em. Về tới em là phải sạch sẽ hết cho anh em. Trời ơi, em quên đem ra. Nó có ba cục thun chống rung lòng nữa nha anh em, nhưng mà có một cái lúc em vệ sinh là chiều á, thì em nói với anh em rồi, em vệ sinh là em gỡ ra để em vệ sinh những cái kẻ này cho anh em nhìn cho nó sạch, cho nó đẹp. Đó. Nhôm là cực đỉnh luôn nha anh em. Cục máy này báo cáo với anh em luôn, sơn cam chưa thay luôn nè. Đó. Gon cờ vẫn đứng luôn nha anh em. Nắp xúc bắp là trên dưới chưa chỉnh, gon thô co xăng theo xe luôn. Cái bình xăng con của nó nè, em cho anh em coi trái ga nè, bình xăng con của nó nè. Quay A 216. Bình xăng con này là chưa bung chưa chạm gì luôn. Chưa bung chưa chạm luôn, mực còn luôn, là anh em biết rồi trái ga nè. Cho anh em coi sơ trái ga là anh em biết cục máy nó cọp tới cỡ nào à.
Cái ga anh em kiếm một tì vết cũng không có luôn đó. Nói chung là một điểm lém cũng không có luôn đó anh em. H2C nè, trái ga anh em biết nhìn mà trái ga, cái độ mới của trái ga anh em đừng có nhìn trên trái ga nhiều, anh em nhìn vô đây nè. Ở đây mà tới giờ này mà nó chưa đóng khói kiểu này là anh em hiểu rồi ha. Đây. Đó, tới giờ này mà nó chưa đóng khói kiểu này là anh em hiểu rồi cái độ mới của nó cỡ nào rồi. Đó. Rồi. Cục máy này nói chung á được một cái là bán được này nó có đầy đủ. Nó có đầy đủ luôn cây gác chân máy nè, gác chân máy chống nghiêng theo xe luôn. Còn cây cần số với cây vò đạp của nó anh em coi nè, anh em biết máy này nó ít đi cỡ nào. Đa số mấy cái dòng quay A nè, Superim nè là gai này nó mòn hết trơn luôn. Còn đây là gai còn nhọn toan luôn nha anh em, xe rất ít đi luôn nha. Đây nè, gai là chưa tan luôn nha anh em. Đó, còn nhọn toan luôn nè, thấy không? Này theo xe nha anh em, mới chát luôn nè, cực đẹp luôn. Đó, cục máy này em nói thiệt với anh em á, đáng lý ra là máy này em gã đó. Còn cây vò đập máy này anh em coi, cái phe gài trên này là chưa tan luôn là anh em biết rồi nè, chưa xét chưa gì luôn, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn nha. Ốc theo xe sáng trưng luôn nè, thấy không? Ốc theo xe luôn nha anh em. Đó, đủ ăn tiền không? Ốc này theo xe luôn nè. Đó, cực đẹp. Đầu nồi bích bùng binh, bao anh em thầy thợ mọi miền tổ quốc tết. Đó. Ừ, gon cờ dựng đứng nè. Nắp xúc, nắp cò là trên dưới chưa chỉnh luôn nha anh em, nắp cò là trên dưới chưa chỉnh luôn. Đó. Nhôm này phê lắm nha anh em. Đó, nắp lửa đó, nắp lửa tình trạng bên đây nó có nổ một miếng nè. Cho anh em coi cái cốt nhông. Quang đẩy nó ra đây luôn. Quay dướng díu hơi nó gãy đồ, gãy gì chết luôn à. Cho anh em coi cái cốt nhông cái đi nha. Đây là nghe em nói rồi nha, mát đời 2016 luôn nha anh em, tháng 10 năm 2016 mát đời luôn rồi. Nhông xanh dĩa chưa thay mà anh em biết rồi. Anh em không có tìm thấy một cái lỗi lầm nào đâu anh em, nó thẳng như cái tờ giấy luôn đó. Một miếng gợn cũng không có nữa, nói thẳng là gì. Đang dính số nghe anh em. Đó, một miếng gợn cũng không có luôn nghe anh em. Cục máy này nói chung trong tầm giá này là nói chung đó, nó mắc hơn cục máy hồi bữa là 300.000, cục máy hôm rồi là em bán 8 triệu, cục máy này giao cho anh em 8.3 triệu. Nói chung là máy này bao anh em luôn, lên xe là chạy như tên bắn luôn. Ừ. Củ đề theo xe nguyên zin chưa đụng chạm. Sáng trưng luôn. Nhôm cực đẹp luôn nè. Thấy không? Nguyên zin nha anh em. Bao anh em thầy thợ test luôn, chưa bung chưa chạm. Đó, bao anh em thầy thợ test nha anh em, chưa bung chưa chạm nha. Đó. Đây. Đó, quay máy quay cỡ này cho anh em nè. Nhôm nè anh em nhìn coi. Tới công chuyện không? Mực đây còn nè, mực ống hơi chưa mở nữa nè, thấy không? Ống hơi đóng đách mấy ta? Đây nè. Ngày 8 tháng 11 năm 2016 nè, đó. Đầu em nói với anh em rồi nghe, đầu HVN69 nha anh em. Đó. Phê lắm, phê anh em ơi. Nói chung nó có nổ lốc nhưng mà nó nổ chưa đáng kể anh em ơi, mới có chút xíu xíu à. Nhá nắp nhớt rồi coi thử cho anh em chơi coi. Tới công chuyện nha anh em. Tới công chuyện nha. Nét nặng nẹt luôn nha anh em. Phơi à. Nét nặng nẹt luôn nha anh em nha. Đó. Thấy không?
Nồi là chưa bung chưa chạm nguyên zin nha anh em nha, thấy không? Nhìn cái dấu, nhìn con ốc nè thấy không? Hoàn toàn chưa có miếng dấu anh em, mực còn nè. Thấy không? Đó. Ai không có ai bán máy quay kiểu này cho anh em đâu. Nói chung á em cũng là một cái thằng chẳng có biết gì về cái đồ xe đâu anh em, nhưng mà nghề nó dạy nghề. Mình chơi mình cũng bị rồi, cũng bị ăn hành nhiều chiến rồi. Từ từ mình rút được cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Mực miết được còn tất cả còn nguyên vẹn hết luôn nghe anh em. Phê quá. Cái cốt nè. Cái cốt đạp là 7 màu luôn. 7 màu luôn nha anh em. Sao bữa nay quay clip nó dạ dạ quay không được vậy ta? Chưa một lần chỉnh nồi luôn nha anh em. Nồi là chưa một lần chỉnh nồi luôn nha. Đây. Đó. Anh em nhìn tự đánh giá nha. Ok anh em, giờ dở mặt dưới cho anh em coi nè. Không có điểm gì để chê được anh em ơi. Còn anh em nhìn nè. Phê không? Đây nào, bên đây nắp nồi nó có nổ nè. Đó. Máy nước mặn là phải chịu anh em ơi. Nhưng mà em nói với anh em chắc máy này là khiếp lắm. Đó. Găng ốc nè. Đẹp hết nha anh em. Máy bít bùng binh từ trên xuống dưới. Kể cả gon nắp lửa này chưa tháo luôn. Cây cốt số này anh em coi nè. Cực đẹp luôn. Nói chung xe Hải Phòng á, cái dàn ốc dàn ngoài rất là dễ bị thối, bị nám nghe anh em. Nhưng mà cục máy này còn chất đến độ này ok quá à, nghe anh em. Đó, củ đề này là bao anh em nguyên zin, chưa thay than, chưa đụng chạm luôn. Đó, cục máy này nói chung là trong đêm nay em đăng từ đây tới chiều mai, nếu không bay cục máy này là em sẽ trẻ máy. Đó, và đồ món là em sẽ báo với anh em sau. Đó. Đó, cục máy này là em giao cho anh em giá là 8,3 triệu. Bao anh em luôn, máy cực kỳ cọp luôn. KFM trừ 23, mực còn luôn nè. Về tới tay em là phải những cái ngóc ngách này cũng phải sạch hết cho anh em, mực miết được còn đủ hết trơn cho anh em luôn. Đó, những cái ốc ở dạ này á, nói chung á, trong đây á, là anh em thấy không, nó còn sáng còn đẹp hết. Tại vì nguyên nhân tại sao nó nằm trong đây nè, không có bị ảnh hưởng của nước. Còn anh em thấy không, như những con ốc này đi. Đó. Nè. Đó, cái dùng nước mặn nó khác, máy nước ngọt nó khác ha anh em. Tuyệt vời, máy này 8,3 triệu nha anh em. Bao anh em luôn. Máy này anh em lên xe là chạy như tên bắn. Anh em nào đúng chân thì alo em, cốt tải như mới luôn nha anh em. Chưa thay nhông sinh dĩa mà, nhông sinh dĩa còn luôn mà. Đó. Nhôm nè anh em nhìn nè. Tê thiệt là tê nha. Đó, thì phụ kiện kèm theo máy này báo với anh em luôn nè. Phụ kiện kèm theo máy này là bao gồm full điện sườn. Cái điện sườn nó đẹp lắm anh em, điện sườn là không đứt nói một chắc nào luôn. Đây nè, full điện sườn. Đó, sạc nè. Sạc nè, đúng sạc quay A, quay pha xài chung. IC nữa nè, IC này Cdgen nè. IC của quay A là Cdgen nha anh em, không phải like đâu nha. Hổm gà em bán nhiều lắm rồi. Nè. IC quay A này, IC Cdgen nha anh em. Mã KRS nè, không phải like đâu nha. Đó, ok nha. Rồi. Đây. Gle đề. Đó, còn mực còn miết đầy đủ. Bao anh em cộng điện sườn này không đứt nói, tới cái đát nó còn luôn là anh em biết rồi. Nè. Cái đát nó trên cộng giải còn luôn là anh em biết cỡ nào rồi. Đó. Đó. Mô bin sườn theo xe. Không đứt nói một dắt nào luôn nghe anh em. Mô bin sườn theo xe. Tẩu vàng ché luôn nè, thấy không? Nó chưa vệ sinh gì hết, nguyên zin nguyên bản tóp chân theo xe luôn nè. Không đứt dắt nào luôn nghe anh em. Cho anh em coi hai cái dắt cọc bình là anh em biết cái độ mới của nó à. Nếu mà xe đi nhiều, xe đi lâu á là cái dắt cọc bình là bị oxy quá như ngay mấy cái cạnh này hết trơn. Nhưng mà anh em coi nè, chẳng khác nào hàng mới nha anh em. Chẳng khác nào hàng mới đâu. Đó.
quanh đây thì ở trái ga của nó em cho anh em coi rồi đó, là nó full đầy đủ bộ bình xăng con luôn nha anh em. Trái ga là mới sao lại y chang vậy, không một tì vết, không một lỗi lầm đó. Bộ bình xăng con này anh em nào mua thì 1 triệu báo giá trước luôn, nếu từ đây tới chiều mai không ai ấy thì em chẻ cục máy này ra, bộ bình xăng con anh em nào mua thì 1 triệu, tiền nào của nấy. Bình xăng con là hoàn toàn chưa bung chưa chạm, bao anh em thầy thợ test chưa bung chưa chạm đó. Quay A216 mát đời luôn, mã là L15 anh em nhớ, GL15 là được rồi, chưa vệ sinh gì hết. Ok, mực còn hết trơn mà đó. Mang cá theo xe, mang cá theo xe nha anh em, mang cá này nó bằng mũ chứ nó không có nổ sơn được. Gắt máy theo xe luôn nha, gắt máy này theo xe, gắt máy này còn đẹp luôn nha anh em, không có bị mục mọt, không có bị oxy quá gì hết trơn luôn nè, chống nghiêng chưa bị lủng đế luôn nè. Trời ơi, nhông sinh dễ chạy chưa thay mà chống nghiêng sao lủng đế được anh em đó, anh em thấy không, máy nước mặn là cái dàn lò xo nè, đi hết trơn nè, thấy không đó. Sơn zin còn được vậy là cũng khá lắm rồi đó. Gắt máy là cái điểm mà rất là dễ bị bong chóc luôn nha anh em, ngay thẳng không công dên. Ok, cần số và đọc máy là siêu cọp, em ưng cái cần số này thiệt anh em, cần số sáng chân luôn, mà nói chung gai nó chưa mòn luôn mà anh em tính đi đó, gai chưa mòn luôn nha anh em, chưa bị oxy quá tan luôn. Mấy cái đồ gam cái này là cần gam anh em, rất là dễ bị tan nha. Giò đập máy nè anh em nhìn nè, không có tan cái nào, kể cả cái phe trên này chưa xét luôn nè. Giò đập máy tất cả các dòng xe hai cái phe trên này phải xét trước người ta. Hai ngóc zin theo xe đẹp luôn nha. Đó. Bao lanier găng cỏ. Ok. Bộ e theo xe luôn. Bộ e khỏi bàn đâu anh em. Chưa vệ sinh thôi chứ cực đẹp luôn đó, ốc còn vằn que ở chân luôn nè, nhá ra nè. Ừ. Đó, kể cả cái phe này nó chưa xét mà anh em biết rồi đó. Bộ bình xăng con đầy đủ mấy cái ống chia này đi theo hết luôn nha đó. Rồi em báo chi anh em chi tiết rồi đó, thì full cục máy quay A216 này em bán 8,3 triệu đó. Em bao cho anh em lên xe là im thinh thích, không một tiếng động, bao bốc bao im, không giọng không hú, bao tất cả, bao đủ thứ, muốn bao gì bao đó. Rồi chào anh em.